Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Sau khi đoạt ngôi đầu bảng ở vòng loại giải cờ vua siêu hạng Charity Cup năm 2022, hơn người đứng thứ hai là vua cờ Manukasen 3 điểm, Quang Liêm bước vào trận tứ kết với siêu đại kiện tướng David Navarra với một sự tự tin nhất định. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ván 3 trận tứ kết giữa Quang Liêm và nhà cựu vô địch châu Âu David Navarra. Ở hai ván đầu tiên, hai bên đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Trong trận đấu này thì Quang Liêm là người cầm quân trắng và Navarra chơi quân đen. Nếu bạn chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký và nhấp vào hình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Không dám coi thường đối thủ, Quang Liêm thận trọng khởi đầu ván cờ bằng nước mã F3. Đại kiện tướng Navarra cũng đáp trả bằng nước mã F6. Trắng dâng tốt C4, chiếm lĩnh trung tâm. Nên lên tốt G6, đúc lô cốt để đưa tượng lên G7, kiểm soát đường chéo lớn A1-H8. Trắng triển khai mã lên C3. Sau vài nước đầu thăm dò, nên bắt đầu dâng tốt D5, phản công giành lại trung tâm. Trắng đổi tốt sang D5, nên ăn mã lên D5. Thông thường thì trắng sẽ chơi D4, nên ăn mã C3. Trắng ăn tốt lên C3, nên lên tượng G7. Trắng đẩy tốt E4 và hình thành thế trận phòng ngự Runfen. Tuy nhiên thì có lẽ muốn tránh những khai cuộc truyền thống, Quang Liêm bất ngờ dâng tốt H4, sử dụng một nước cờ ít gặp để tiến đánh cánh vua. Dù có đôi chút bất ngờ, song Navarra vẫn quyết định theo kế hoạch phiên kép tượng lên G7. Trắng hung hăng tràn tốt sang H5 đột phá, mở cột H cho xe tham chiến. Đen ăn mã vào C3, trắng ăn tốt lên C3. Lo ngại trắng đẩy tốt D4, E4 tạo thành cặp tốt trung tâm mạnh, nên chủ động dâng tốt C5, khống chế ô D4. Trắng đẩy tốt G3, mở đường cho tượng lên G2, kiểm soát đường chéo chiến lược H1, A8. Nếu để trắng độc chiếm đường chéo này, sẽ tạo ra sức ép rất lớn bên cánh hậu của đen. Do đó đen chủ động lên tượng D7, với đồ sẽ di chuyển lên C6, tạo đối trọng với tượng trắng trên đường chéo H1, A8. Trắng theo kế hoạch đưa tượng lên G2, nên lên tượng C6. Bị tượng đen kỳ đà cản mũi, trắng tung hậu lên B3, dình đưa mã lên G5, tấn công vào điểm yếu F7 và giải phóng đường chéo cho tượng G2 khai chiến, tạo ra tốt yếu ở B7 để tấn công. Thấy trắng đưa quân chủ lực lên, nên không dám nấn ná để vua lâu ở giữa bàn cờ, lập tức nhập thành. Trắng ăn tốt vào G6, nên ăn tốt lên G6. Trắng lên hậu C4, giả vờ bắt tốt C5. Kỳ thực là âm mưu vòng qua H4, dình thọc xuống H7 để chiếu hết. Trước nước cờ khá hiểm của Quang Liêm, song nhà cựu vô địch châu Âu vẫn không hề loạn. Anh bình tĩnh lên mã D7. Trắng theo kế hoạch đưa hậu sang H4, đe dọa chiếu hết ở H7. Nên đưa mã lên F6 phòng thủ. Trắng đẩy tốt D3, mở đường cho tượng tiến xuống H6, thủ tiêu quân tượng đang phòng thủ cho dễ bề tấn công vua. Trước thế tấn công dồn dập của trắng, nếu còn phòng thủ bị động thì e rằng sẽ không trụ nổi lâu. Nên bèn tung hậu lên A5, phản công lại vào C3. Không dám làm liều, trắng tạm thời lên tượng D2 bảo vệ tốt, chờ cơ hội mới. Đen qua xe E8, tập trung lực lượng trên các cột ở trung tâm. Nhận thấy việc để vua ở giữa bàn cờ lúc này sẽ rất là nguy hiểm, khi mà ý đồ mở trung tâm của đen đã rõ. Thế nhưng nhập thành thì lại đánh mất thế tấn công đẹp của xe trên cột H. Sau mồi vắt óc suy nghĩ, trắng quyết định sang vua F1, di chuyển vua vào góc bàn cờ theo kiểu nhập thành nhân tạo, nhưng vẫn giữ được xe trắng ở cột H. Thấy trắng không chịu nhập thành, từ bỏ thế tấn công, nên lên hậu A4, tìm cách đổi hậu để giải cứu cho vua. Đang trên đà tấn công, trắng đời nào muốn đổi hậu, nên nhanh chóng dâng tốt C4. Bí nước, nên nhảy mã lên H5, mở đường cho tượng tấn công xe và bịt đường tiến của bộ đôi xe hậu. Đến đây thì phần lớn các quân trắng đều tập trung ở nửa bên phải của bàn cờ, khiến cho mặt trận cánh vua của trắng bị lỏng.
biết khó lòng bảo vệ được tốt A2, trắng bèn chạy xe qua E1, co cụm lại một chỗ để phòng thủ. Thấy trắng bỏ tốt, đen lập tức ăn hậu xuống A2, tiếp tục đe dọa thủ tiêu quân mã F3, rồi ăn tượng D2. Lúc này thì đen đã có con tốt thông ở cột A, với sự hỗ trợ đắc lực của tượng G7. Tốt A của đen có thể tiến xuống phong cấp, tạo ra mối đe dọa đáng sợ cho trắng, nhất là khi toàn bộ quân trắng hầu như đã tập kết sang cánh vua. Trắng chạy tượng lên E3, tấn công tốt C5, nên dâng tốt E5, bỏ tốt C để tìm cách đột phá mở trung tâm. Thông thường thì một cuộc phản công vào trung tâm sẽ là phương án phòng vệ hiệu quả nhất để chống lại các cuộc tấn công cánh. Nhưng vấn đề là ai nhạy nhanh hơn. Không chậm trễ, trắng dâng tốt G4 tấn công mã. Trường hợp mà đen chạy mã với F6 thì trắng sẽ xuống tượng H6, tìm cách tiêu diệt quân tượng cận vệ đang bảo vệ vua. Đen chạy mã về D7 thì trắng sẽ ăn tượng G7. Đen ăn vua lên G7 thì trắng sẽ nhảy mã lên G5, đe dọa xuống hậu H7 chiếu, rồi ăn sang F7. Đen qua xe H8 thì trắng sẽ nhảy mã E6 chiếu, thí mã. Đen ăn tốt lên E6 thì trắng sẽ phi hậu xuống E7 chiếu. Đen chạy vua về G8 thì trắng sẽ ăn xe H8. Đen ăn vua sang H8 thì trắng sẽ qua xe H1 chiếu. Đen chạy vua G8 thì trắng sẽ xuống xe H7 và đen sẽ không thể chống đỡ đòn chiếu hết của trắng. Trở lại ván cờ, nhận thấy việc chạy mã sẽ dẫn đến việc bị thua rất nhanh, nên liều lĩnh tràn tốt sang E4 phản công lại. Trắng nhảy mã lên G5, rơi vào thế cưỡi lên lưng hổ, không thể dừng lại. Đen tiếp tục mạo hiểm bỏ mã để ăn tốt xuống D3. Thoáng chút bất ngờ, song Liêm đã kịp nhìn ra sai lầm của đối phương. Anh nhanh chóng đổi tượng vào C6. Đen ăn tốt lên C6, trắng ăn tốt sang H5. Tự làm khó mình khi bỏ mã, đen đành liều đẩy tốt xuống D2 tấn công xe. Trắng đã có sự chuẩn bị nên nhanh chóng chạy xe sang D1, chặn đường và bắt lại tốt. Như con thú cùng đường, đen không còn gì để mất, liền thí tiếp con xe vào E3. Trắng ăn tốt lên E3, đen qua hậu C2 tấn công xe và hy vọng một phép màu. Thế nhưng Liêm tấn công thì không có phép màu nào cả. Anh bình tĩnh lên vua F2, mở thông hàng 1 cho hai xe bảo vệ nhau. Không làm ăn được gì, đen tuyệt vọng đẩy tốt F6 bắt mã. Tuy nhiên thì với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải run sợ, Liêm lạnh lùng qua hậu E4, gạ đấu hậu. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ, đại kiện tướng Navarra đành phải dừng đồng hồ, chịu thua để tránh khỏi bị ăn hành. Trường hợp mà đen chầy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.